hai nghệ sĩ nổi tiếng người Việt bị cáo buộc có hành động không đứng đắn với cô gái Anh 17 tuổi. Nhật báo Mallorca, Tây Ban Nha đưa tin, hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam đã bị lực lượng bảo vệ dân sự của Tây Ban Nha bắt giữ vào ngày 25 tháng 6 vừa qua với cáo buộc làm trò đồi bại với một cô gái Anh 17 tuổi. Một diễn viên và một nhạc sĩ người Việt ở độ tuổi 37 và 42 đã phải ra tòa vào ngày 28 tháng 6 với cáo buộc tấn công tình dục. Hiện họ được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi đảo trong khi chờ nhà chức trách điều tra. Nạn nhân đã ra làm chứng trước tòa, xác nhận những gì cô đã khai với cảnh sát trước đó. Theo lời khai của cô gái, hai người đàn ông này đã ở một khách sạn tại San Em, trong khi cô gái và gia đình ở một khách sạn khác. Họ gặp nhau tại một nhà hàng vào buổi tối ngày 24 tháng 6, trò chuyện và uống rượu cùng nhau. Sau đó cả ba ra bãi biển và bắt đầu thân mật trước khi đến phòng khách sạn của một trong hai nghệ sĩ. Theo nạn nhân, tại đây vụ việc đã xảy ra. Cô gái nói với các nhân viên cảnh sát rằng hai người đàn ông này đã ép buộc cô quan hệ, sau đó bắt cô đi tắm để loại bỏ bằng chứng có thể buộc tội họ.